Của em cũng, à của tôi cũng là 1-1. Nhà báo Lại Văn Sâm thì sao ạ? Mỗi đội sẽ ghi một bàn và kết quả cuối cùng là 1-2. Và 2-1 cho Liverpool và Hùng Dũng. 2 đều. Vâng, Liverpool đã bất bại trong 134 trận đấu tại Premier League, gần nhất khi họ dẫn trước ở trong hiệp 1 kể từ trận thua 4-3 trước Bournemouth. Và ngày hôm nay, liệu đó có tiếp tục là một chiến thắng hay là một trận đấu hòa trên sân vận động Old Trafford? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với sân vận động Old Trafford để đón xem hiệp 2 trận đấu giữa Manchester United và Liverpool. Một 664 lăng chai xanh tinh tế, đậm chất Pháp, bông rùa diện mạo mới đầy thanh lịch, tươi mát, sảng khoái, tuyệt vui bất ngờ. 1664 lăng đi vị chất gù độc nhất. Trời sao nông bước qua, ôi vỡ mộng vì giờ tuần kề. Điều hòa Casper Inverter tiết kiệm điện chuẩn 5 sao, bảo hành máy nén 12 năm, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. An toàn là nhu cầu của mọi gia đình, là sứ mệnh của Khóa Huy Hoàng. Chúng tôi tự hào mang đến sự an toàn tới hàng triệu gia đình Việt. Khóa Huy Hoàng, khóa an toàn vượt trội. Bão tố cuộc đời, thời gian và tuổi tác làm suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới. Từ nguồn gốc thảo dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rocket và Rocket 1 giờ hỗ trợ bổ thận, hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới. Rocket và Rocket 1 giờ dùng cho nam giới trên 18 tuổi, sinh lý suy giảm. Rocket và Rocket 1 giờ khẳng định bản lĩnh phái mạnh. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. An toàn là nhu cầu của mọi gia đình, là sứ mệnh của Khóa Huy Hoàng. Chúng tôi tự hào mang đến sự an toàn tới hàng triệu gia đình Việt. Khóa Huy Hoàng, khóa an toàn vượt trội. Người đẹp vì lụa, gỗ đẹp vì sơn. Và kề vai nhau chúng ta luôn sẵn sàng. Never give up, tình sẽ sao. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicone, chất keo cuộc sống. Trận đấu này được tài trợ phát sóng bởi My Life, My Color.